thầy cô một số những kỹ năng cần thiết về cái việc về vấn nạn bây giờ xã hội rất là quan tâm là bắt cóc quấy rối và sai tình dục của trẻ em, gần như là ngày nào cũng có báo chí nói về cái sự việc này. Và một cái vấn đề nữa là đặc biệt là trong môi trường sự học của các cô, đó là một số kỹ năng về cấp cứu tại chỗ xử lý như thế nào trong những tình huống, tôi nói ví dụ như là trẻ khóc dữ dội. Thứ hai là đuối nước chẳng hạn hay điện giật dẫn đến ngăn cách đột ngột hoặc vì lý do nào đó ngất xỉu đột ngột dẫn đến chuyện là ngưng tim ngưng thở thì chúng ta phải phản ứng nhanh, đúng không ạ? À, các anh chị đây gọi cấp cứu thì là đương nhiên rồi, nhưng mà vấn đề là tôi sợ nó không kịp vì khi nạn nhân có sự ngưng tim ngưng thở thì thời gian chỉ có khoảng 4 phút thôi để chúng ta xử lý, và không xử lý nhanh thì hậu quả sẽ là hậu quả xấu. Và vấn đề cuối cùng sẽ là vấn đề về ma túy, làm thế nào để có biện pháp dạy trẻ nhận dạng ma túy và phòng chống ma túy ngay từ bây giờ. Và tôi xin phép đầu nói chuyện ngày hôm nay thì trước tiên cũng đề nghị là các thầy cô chúng ta chuyển hết điện thoại sang chế độ im lặng này.